Xin tất cặp loa trả lời Kenwood với cặp Joy Sound Karaoke này. Nhưng mà trước mắt mình sẽ test con trả lời này trước. Mình đang bật cặp này thôi các bạn nhé. Kenwood CM11 Made in Japan 90W một loa. Kép nó rất là bén luôn. Các bạn nhớ cái hướng giờ nha, tầm khoảng hướng 10 giờ hoặc là hướng 10 giờ 30, 11 giờ. Đấy. Và bây giờ mình bật thêm kinh B lên. Nó hỗ trợ cái tiếng chép rất là tốt cho cái dàn âm thanh lớn của các bạn, dàn âm thanh karaoke, hoặc là các bạn biến nó thành những cái loa treo trong quán cà phê, cửa hàng. Với cái hệ thống loa của nó là một cái phần bass và một phần siêu chép riêng. Phần bass và siêu chép riêng thì do đó nó hỗ trợ cái trung âm và có phần siêu chép tách bạch hơn so với một cái loa toàn dải. Cái phần siêu chép này nó lên cái ngưỡng chép rất là cao, âm thanh nó rất là bán tiếng và các bạn có thể cảm nhận được mình chỉ bật một kênh thôi mà nó đã đánh tiếng rất là sáng rồi. Cái loa này có cùng kích thước với loa 101mm của Bose các bạn nha, và nó cũng khá là nặng. Nó nặng lắm luôn á, tại vì nó có hai củ bên trong lận. Ở phía sau là có đây, các bạn thấy một cái dòng chữ in nổi lên. Đó Kenwood và đây là Made in Japan. Con này 8 ohm CM11 Made in Japan luôn nha. Có mạch phân tần riêng ở bên trong. Và ở đây các bạn có thể thấy được cái hệ thống mắt treo của nó. Một bên thì các bạn có thể treo theo kiểu là treo dây. Đó, nếu mà treo ở trên á, treo như vậy, hoặc là các bạn có hai cái bát ở bên dưới thì chúng ta móc nó lên như vậy cũng được ha. Đó, coi như vậy, tùy. Nhưng mà lúc mà treo lên trên tường thì nó rất là gọn gàng rồi. Và khi treo càng xa thì cái phần âm thanh nó đến tai của chúng ta nghe nó sẽ nhiều cái hướng loa là trở về tai của chúng ta, nó nghe sẽ hay hơn. Khi mà chúng ta đặt nguyên một cụm phía trước mặt như vậy thì âm thanh nó cũng không có tách bạch gì mấy. Một cặp này thì các bạn có thể chơi phòng khách, nghe nhạc, karaoke hoặc là treo hàng quán với bốn góc đan xen với nhau. Đó, thì cái phần công suất tổng của nó sẽ rất là lớn các bạn nha. Vừa có âm bass và vừa có phần siêu chép. Con này nó hơi tròn, nó là bo cạnh tròn. Nhìn nhìn nó, này, nó rất là sâu nha. Hai bên đều có hai cái bass luôn. Thì các bạn muốn để như thế nào nữa tùy các bạn ha, để đứng hay là để nằm ngang cũng được. Nó bass treo rồi, nếu mà nhìn như vậy thì nó hơi tròn chị, còn nếu mà chúng ta treo lên nhìn tới dưới lên thì cũng rất là ok các bạn ha. Chung là dòng treo lên, còn nếu mà để ở trên bầu như vậy á, nói chung là mình nghĩ là treo lên nó sẽ hợp lý hơn với cách thiết kế là để ở trên đầu của loa như vậy, tại vì nó hơi tròn tròn. Nhưng mà cái phần chất âm của nó thì rất là tốt nha, tiếng chép rất là bén. Woo!
cái phần trep là không hề chỉnh lên luôn nha, mình để là cân bằng luôn á. Một mai qua cơn mê xa cuộc đời bênh bông, anh lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, tạm mặc tình dòng chờ. Bài Qua cơn mê của Giang Tử, và mình đánh một cặp nha. Sẽ bao nơi xa xưa một thuở lênh đênh, ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Mình đang đánh cặp key nút ở phía trên nha các bạn, không có mở cặp bên dưới. Và bây giờ các bạn thử mở cặp bên dưới nha. Và xin nhắc lại, khi mà treo lên ở những cái góc xa thì nó sẽ hay hơn khi mà để một cụm trước mặt như vậy. Và với cái độ trep cao như vậy, cái giọng hát cũng rất là nhấn. Thì khi các bạn treo hàng quán, các bạn mở ở một cái mức âm lượng nhỏ vừa phải mà khách nghe nhạc liêu riêu á, thì cái giọng hát nó nổi bật nè, và cái phần siêu trep nó rất là bén, nó rất là thích hợp để các bạn treo quán các bạn nhé. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho. Rồi, bây giờ mình bật thử trên A sẵn cho các bạn test phần này, cái loa của này. Hôm nay tắt cặp B đi nha, đánh cặp A thôi. Và cặp này là cặp karaoke 250W một loa. Rồi sao, đây là một cái thương hiệu âm thanh kim về dòng karaoke của Nhật. Rồi sao CS03, cho các bạn dễ tìm hiểu thông tin ở trên Google. Sau cơn mê sông cạn lại thành dòng suối về một quê hương. Ngày đó tay em dài buồn cuộc tình thân đây, mơ toàn chuyện trên mây. Các bạn, cái phần trung âm và cái phần siêu trep nó sẽ bật lên rất là nhiều khi mà ghép cặp loa lời vào. Và cái hình ảnh tiếp theo là một cái hình ảnh mà mình nói cho các bạn xem, là hình quán cà phê khách cũng mua để treo. Đấy, đây là cặp này, nó có cái phần treo này ở đây các bạn nè, cặp bên dưới nè, đó có hai con ốc treo luôn nè, mở ốc ra và gắn cái bát vào. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hôm nay mình test cặp chính là cặp Kenwood CM11 90W Made in Japan 8 ohm, cặp trả lời cho âm thanh lớn, âm thanh karaoke hoặc là treo hàng quán. Và một cặp karaoke nghe nhạc của nội địa Nhật nha, 250W một loa, ngoại hình đẹp. Và có cái phần lưới sắt này nhìn rất là ngầu. Con này có phần công suất lớn cũng như là âm trep rất là bén. Bass của nó thì đánh lực, tại vì nó cũng rất là giống với dòng Bo 301, nó cố gắng làm giống nhất có thể.
đây là dòng nội địa của Nhật các bạn nha. Bass của nó là bass 20, cùng kích thước phần màng bass cũng như là cấu trúc màng bass, và cái thùng kích thước cũng giống 301 luôn. Bose.